thưa quý vị, cựu cảnh sát Hoa Kỳ lọt bẫy người phụ nữ ở Đà Lạt, tin từ Đà Lạt. Một người đàn ông Hoa Kỳ 72 tuổi đến đồn công an Đà Lạt trình báo bị một người phụ nữ Việt Nam chốt thuốc ngủ, lấy đi tiền, điện thoại, laptop, tổng trị giá tài sản khoảng 5.000 Mỹ Kim. Ông David là cảnh sát về hưu, có vợ ở Thái Lan nhưng hiện sống ly thân. 3 tháng trước, ông ta được người bạn là Việt Kiều, Canada giới thiệu đến Đà Lạt thuê phòng trên đường Phù Đổng Thiên Vương. Xác định sẽ ở đây lâu dài nên ông muốn làm quen với người địa phương. Khoảng giữa tháng 7, ông David lên mạng hẹn gặp mặt với cô Safia, họ hẹn gặp tại một quán bar ở Đà Lạt. Gặp mặt, ông David hơi thất vọng vì Safia đang mang bầu khá to. Tuy nhiên, thấy người phụ nữ nói chuyện thú vị, vì phép lịch sự ông cũng vui vẻ hàn huyên. Sau đó Safia tỏ ý muốn về phòng của ông để tiếp tục tâm sự. Sau vài ly rượu với thuốc mê, người đàn ông ngoại quốc này đã mất hết tài sản, đồng thời mất liên lạc với người phụ nữ có tên là Safia phán đoán người phụ nữ này sẽ tiếp tục tìm con mồi khác nên công an đã bày mưu hẹn hò và người phụ nữ này bị mắc bẫy và đã bị bắt. Safia có tên thật là Hà Thị Ánh Nguyệt, 34 tuổi ở Phú Yên, từng là sinh viên khoa tiếng Anh. Để có tiền tiêu xài, Nguyệt lên mạng săn những người đàn ông là Việt Kiều, người nước ngoài tại Việt Nam. Hôm về phòng David, cô ta lén bỏ 4 viên thuốc ngủ vào rượu cho ông này uống, chờ nạn nhân mê mang thì lấy tài sản. Nguyệt từng có tiền án về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của du khách nước ngoài.